Trang Khoa Kim thân mến, tái ngộ cùng tất cả các bạn. Cái món ăn mà hôm nay đó mình chia sẻ với các bạn đó là món sườn cốt lết nướng, bởi vì mình muốn cái món này là một cái món ăn để mình ăn cơm đó. Cũng rất là tiện, và cái cách làm này thật sự rất là đơn giản và nhanh lắm và dễ nữa, cho nên các bạn mời các bạn cùng theo dõi và cùng vào bếp để thực hiện món này với mình nha. Và cái thành phần để mình làm cái món này là mình dùng là 2 miếng thịt cốt lết. Và 2 miếng thịt cốt lết này mình mua trong Costco, giá cũng rất là rẻ, chỉ có 1.58 đồng một bao thôi, thì 2 miếng này nó khoảng là hơn 2 đồng mà mình làm được một món ăn rất là ngon. Thì việc đầu tiên là các bạn phải, bao giờ làm sườn, nó dù là mình làm chiên hay là mình nướng, thì mình cũng phải đập dập cái sườn cho nó mềm nè. Và bây giờ thì mình pha cái nước sốt đó, cái nước sốt này là nước sốt ướp, thì ở trong này là mình sử dụng là 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm và 4 muỗng nước. Thì mình có thể pha rất là nhiều với cái thành phần mà mình mới chia sẻ đó, thì các bạn có thể pha 1 tô cũng được. Thì mình chỉ nhân cái tỷ lệ đó lên thôi, và khi mà mình ngâm thì mình ngâm ngập qua đêm hay là mình ngâm vài tiếng. Thì sau đó rồi cái nước thịt này còn lại đó thì mình có thể là mình để xào hoặc là mình ướp các loại thịt khác để mình kho, nó cũng không phải bỏ đi đâu các bạn. Thì đối với thịt đó mà mình chờ nướng đó thì mình bao giờ mình cũng ngâm qua đêm, hoặc là có nhiều khi mình bỏ trong tủ lạnh 1-2 đêm cũng thịt nó cũng rất là ngon. Nhưng nếu mà mình không có thì giờ đó thì mình sẽ ngâm trong vòng 2-3 tiếng cũng được. Và mình phải có một cái dĩa dầu ăn, thì cái dĩa dầu ăn này là mình trước khi mình nướng thì mình phải nhúng 2 cái mặt thịt để vô trong cái dĩa dầu ăn này, để cho miếng thịt của mình nó được mềm mại á, nó không có bị khô trong khi mình nướng. Thì nếu mà các bạn không có cái nồi air fry này đó thì mình có thể xài cái chảo, thì mình chiên á, thì mình chiên lửa vừa thôi. Thì nếu mà trường hợp nướng thịt nó dày quá thì mình có thể đậy nắp một chút, thì cái thời lượng mà mình chiên á thì ít hơn, thì mình coi nó vừa chín thôi. Thì vừa chín 2 mặt thì mình đậy nắp một chút rồi mình mở nắp ra, đó là cái cách chiên. Thì nếu tại vì trong cái này là mình nướng bằng cái nồi này thì nó cũng có tiện hơn, thì mình nướng mỗi mặt đó là khoảng 6 phút thôi. Thì mình sau 6 phút rồi mình phải trở, thì mình sẽ trở cái thịt này đi. Thì bây giờ mình bắt đầu là mình mở 360 độ F và mình sẽ nướng mỗi mặt khoảng 5-6 phút thôi. Và sau đó là mình sẽ trở cái mặt thịt và mình pha cái nước sốt để áo chung quanh cái miếng thịt nướng của mình. Thì bao giờ dù mình nướng sườn hay mình nướng các loại thịt nướng khác thì mình vẫn có phải dùng cái loại nước sốt để ướp bên ngoài. Thì các bạn cũng thấy trong này mình có cái tô thịt này, thì thực sự nó không có liên quan tới cái video này, nhưng mà tại vì nó còn cái nước mắm vừa giờ đó thì mình ướp để mình kho thịt nó cũng ngon lắm. Và cái nước sốt ướp đó, thì ở đây thì mình sử dụng là 1 muỗng canh dầu hào, và đó có tỏi bằm, và đó phải có dầu ăn, tại vì cái dĩa này là dĩa dầu ăn nè. Thì sau đó rồi nó có dầu ăn nè, rồi nó có 1 muỗng canh, 1 muỗng cà phê đường, nhưng mà các bạn thích ngọt thì các bạn có thể cho 1 muỗng canh đường, và có tiêu. Và sau đó mình cho vô là 2 muỗng xì dầu Maggi để cho nó ngon. Thì cái xì dầu đừng có sử dụng cái xì dầu mặn. Thì đây là cái nước áo thịt bên ngoài để cho miếng thịt của mình khi mình nướng xong, thứ nhất là nó không bị khô, và cái ướp ở bên ngoài này thì nó làm cho miếng thịt ăn rất là ngon. Mặc dù miếng thịt mình ướp lạt, khi mình ăn thì nó lạt lạt, nhưng mà ở bên ngoài thì nó hơi đậm đà một chút, thì do đó miếng thịt của mình nó tăng cái màu sắc lên để cho đẹp nè. Và cái nước sốt này cũng rất là ngon, cái nước sốt mà ướp mình thoa bên ngoài thịt này thì cũng rất là ngon. Thì do đó thì mình chịu khó một chút thì để cho cái miếng thịt cốt lết của mình thì nó được ngon hơn, thì mình ướp cho nó hơi nhiều một chút, mà mình đồng thời khi mình cho vô trong cái
cái lò để mình nướng đó, thì mình cũng múc thêm cái nước sốt này vô để cho cái miếng thịt nó được lên một cái màu đẹp. Và những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó sẽ giúp cho cái món ăn của mình, tuy rằng á nó rẻ mà tuy rằng nó ít ỏi đi chăng nữa thì nó vẫn tăng thêm á những cái độ ngon. Trong khi mình thưởng thức cái miếng thịt này thì mình xin mọi người đều chịu khó một chút, thì để cho cái thành phẩm của các đầu bếp của mình thì sẽ được thành công nhiều hơn. Thì đó là cái ước muốn của cái người mà thích nấu ăn và thích vào bếp và sẽ đem lại cho gia đình của mình những cái món ăn rất là ngon lành với cái công sức và những cái tâm ý mà của mình đã bỏ ra để cho nó được thành công trong tất cả mọi món ăn. Và bây giờ là cái món ăn của mình đã thực hiện xong. Mình xin thật cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng vào bếp để chia sẻ về cái món ăn này với mình. Thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích cái món này và đem cái món ăn này vào bữa cơm của gia đình. Thì mình sẽ rất là vui và xin các bạn hãy bấm thích, xin ủng hộ kênh của mình để chia sẻ đó đi, hoặc là bấm đăng ký để tất cả những cái video mới nó sẽ đến sớm với quý vị. Và đồng thời các bạn cũng có thể tìm những món ăn khác ở trên trang Khoa Kim. Và mình hy vọng rằng một lần nữa các bạn sẽ vui với lại những món ăn mình đã nấu. Xin thật cảm ơn và xin tạm biệt và xin hẹn các bạn ở những video kỳ tới.